Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy ha, một cái dòng máy khoan pin, sử dụng pin đến từ thương hiệu Metamo của Đức ha anh chị ha, 100% của Đức. Và bộ này đi kèm với bộ này thì combo là có một thang máy nè, hai pin và ba pin và một sạc ha anh chị ha. Bộ này ba pin luôn. Thì đây là cái bộ phần hộp đây, phần hộp của máy đây ha. Đó, logo Metamo thì được in dập nổi luôn ở trên phần hộp này. Đó, rồi tiếp tục cái đó là cái mã sản phẩm của máy nè. Mã sản phẩm của máy thì nó sẽ in trên này ha. Đây, KHA18LTX ha, DL24 Wisp. Rồi, là cái tên cái sản phẩm của nó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ khui hộp từ bên trong. Đi kèm cái máy thì bao gồm cái gì nữa ha. Đầu tiên đi kèm với máy này, hãng trong tay catalog này, phiếu sử dụng này ha, phiếu bảo hành của Metamo ha. Rồi tiếp tục đó là một cái bộ phận sạc ha, một phần sạc pin, sạc siêu nhanh, sạc được cho pin từ 14 giờ tới 36V của Metamo luôn nha, sạc siêu nhanh đó. Và ba pin, thì đây là một cái pin đây ở trong hộp ha, ba pin đi kèm và một pin gắn sẵn trên máy. Thì cục pin này là cục pin 18V 4.0A của Metamo ha, rất là xịn luôn, pin thế hệ mới nha anh chị nha. Có nút hiển thị pin này đó, có nút đèn hiển thị pin nè anh chị ha. Đó, cục pin rất là chất lượng luôn. Nếu mà ba cục này mà xài con máy này thì nó rất là lâu ha, nó rất là trâu luôn đó, hàng rất là chất lượng nha. Rồi tiếp tục là một cái đầu khoan ha, đầu khoan chuyển đổi ha. Đây là đầu khoan gài, đầu khoan gài ha. Và đây nó sẽ có một đầu khoan tự động đó, hai cái đầu khoan được đi kèm với máy. Đây đầu khoan gài thì mình tháo lắp ra nó cũng dễ lắm, anh nhìn như thế ha. Rồi tiếp tục theo đó là cái ngầm kiếm của chúng ta. Đây anh chị thấy thì con máy cũng khá là nhỏ gọn ha, rồi rất là đẹp luôn. Đây máy rất là nhỏ gọn, rất là đẹp. Đầu tiên thì những như anh chị thấy thì cái bộ phận thân vỏ tay cầm thì được làm bằng nhựa nha anh chị nha, được làm bằng nhựa cao cấp. Với phần bộ phần đầu, phần đầu máy thì được làm bằng hộp kim nhôm đó, chịu lực chịu nhiệt rất là tốt. Với khoang ba chức năng ha, khoang ba chức năng đó. Đó, máy khoang ba chức năng rồi, rất là xịn luôn ha. Đây trình điều chỉnh chế độ, đây điều chỉnh chế độ khoan. Rồi tay cầm phụ thì được gắn sẵn trên máy luôn rồi nha anh chị nha. Đó, chúng ta muốn tháo lắp cái này ra thì chỉ cần xoay cái đầu này thôi anh chị nha. Đó, xoay cái đầu thôi. Còn cái đầu đây là đầu tự động nha. Rồi, pin thì có gắn sẵn trên máy rồi. Đó, máy là máy thế hệ mới của Metamo nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bật test máy cho anh chị xem ha. Đây, cái khóa đảo chiều nó nằm ở trên phần công tắc này. Phần tay cầm thì được ốp cao su này nha anh chị nha, để cho chúng ta dễ cầm nắm, không bị sợ chân giật tay khi sử dụng. Đó, máy rất là trơn này. Ở phía dưới thì nó sẽ có cái bộ phận đèn led nha anh chị nha, để chúng ta hỗ trợ chúng ta khi sử dụng ha, hỗ trợ chúng ta khi sử dụng trong những nơi khóc khối tối thì sử dụng được ha. Và ở dưới thì phía phần bộ phận mà tem in thông số kỹ thuật thì nó nằm ở dưới phần pin đây nha anh chị nha, nó nằm ở dưới phần pin đây nè. Đó, con này thì sở hữu khoan được mũi tối đa là D24 ha, D24 và vòng tua của nó lên tới 1200 vòng trên phút anh chị ha, vòng tua lên tới 1200 vòng trên phút. Rồi có ba chế độ đó, con búa, con sắt, con tường ha, con bê tông đó, ba chế độ xài pin nên rất là dễ dàng, thuận tiện sử dụng luôn. Thì bây giờ mình sẽ gắn vào, mình test thử cho anh chị xem nè. Đây là đây chế độ khoan bình thường này. Chế độ đây là khoan búa nha anh chị nha. Đó, khoan búa ha. Rồi tiếp tục. Đây, khoan sắt đây anh chị ha. Khoan sắt. Rồi khoan bê tông. Đó,
máy rất là xịn luôn. Thì logo Netabo thì được in dập nổi ở trên phần thân máy hết. Đó, rất là đẹp. Rồi nhớ chị nào có muốn quan tâm, muốn biết thông chi tiết về cái dòng bộ sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại chị cập đường website dưới phần video ha. Cảm ơn chị và các bạn đã xem video này của mình. Nếu thấy hay thì cho mình like, subscribe để có động lực review những dòng sản phẩm như này khác. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video lần sau.